Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là mình sẽ quay cái vườn bắp nha. Cái này là bắp nếp dẻo của Việt Nam mình á. Thì bữa nay là mình 3 tuần trước mình có mang xuống cho anh trai của mình trồng á. Thì các bạn coi nè, cây nó rất là bự nha. Thì mình cũng chia sẻ luôn là cái cách trồng bắp làm sao mình để cho nó mau lớn. Thì lúc trước á, là mình có ủ hạt, rồi khi nó lên mầm là mình có gieo ra từng hũ sẵn, và mình cũng có đưa cho anh mình sẵn là những cái hạt bắp đã lên mầm mà không có trồng xuống dưới cây. Thì theo như mình thấy á, thì khi mà nó đã lên mầm như vậy á, thì các bạn đào lỗ thả nó xuống luôn, rồi bắt đầu mình tưới nước, thì là cây bắp nó sẽ lên từ dưới đất lên là nó rất là khỏe chắc nha. Đó, bữa nay là mình thấy là cây bắp của mình rất là lớn rồi. Bắp này là bắp nếp tím nè. Có, mình có trồng cái thân màu tím là bắp nếp tím nha. Còn cái thân nó màu trắng là bắp nếp màu trắng. Thì mình nghĩ là chắc khoảng chừng 30 ngày nữa là có thể thu hoạch được rồi. Thường là bắp là 45 ngày là có trái rồi. Đó, để mình quay cho các bạn coi sự khác biệt giữa cái khi mà mình ươm cái hạt mình gieo xuống dưới đất và khi mình gieo ở trong chậu, khi nó lên cây mà mình thả xuống. Mặc dù cũng cùng thời điểm luôn nhưng mà mình thấy là gieo thẳng xuống đất thì là cây nó sẽ phát triển nhanh hơn. Và tại vì nó bị mất sức khi mình bị lôi nó ra đó. Đó, đây nè. Mình cho các bạn coi nè. Đó, đây là cây bắp mà bữa là mình đã gieo ở trong chậu, mà khi nó lên hơi chút xíu mà nó còn nhỏ đó là mình ươm ra đây, thì lúc đó là nó chắc có lẽ nó bị động rễ nên cây nó không có lớn khác đó. Các bạn nhìn cây bên cạnh mình, chị anh trai mình gieo trực tiếp luôn thì là cây bắp nó sẽ khỏe hơn. Mà nếu mà các bạn mà muốn mà gieo ở trong chậu mà để cho nó lên mạnh hơn đó, thì mình khuyên là khi cây bắp nó lên to như vậy thì các bạn mới cho xuống đất thì nó sẽ mạnh hơn. Hôm bữa thì khi cái cây bắp đó, nó mới có nhỏ như vậy nè, đó là mình cho nó xuống, đâm ra là khi lúc đó mình có thể mình rút ra thì nó bị động rễ, thì nó không có mạnh bằng mấy cây bắp khác. Nhưng mà theo như mình thấy thì cứ ươm hạt cho nó lên mầm rồi bắt đầu mình gieo xuống luôn là cây nó rất là khỏe và lên rất là đẹp. Đó, hy vọng năm nay mình sẽ có bắp nếp ăn. Còn ở đây là cây khoai mỡ tím nè. Vừa rồi mình có gieo xuống, giờ nó lên rồi đó. Đó, hôm nay là mình review cái vườn bắp của anh mình trồng. Rất là đẹp. Bữa mình kêu anh trồng thẳng hàng nhưng mà mắc đi làm á, nên trồng không có quay không có được đẹp lắm. Nhưng mà lên như vậy là cũng ok rồi. Đó. Rồi, bắp đẹp quá. Xin chào các cô chú anh chị và các bạn nha.